Vâng, xin chào tất cả anh em. Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em một thủ thuật mới trên iOS 14 nhá. Mà có thể một số anh em đã biết và có thể một số anh em chưa biết nhá. Đầu tiên ấy, anh em nhìn này, nhìn mình thao tác này. Đấy, là máy của mình tự tắt nhá. Bật lại lên này. Đấy, gõ ba cái là nó tự chụp ảnh màn hình này. Rất chi hay nhá. Để làm được việc này ấy, thì anh em hãy vào cho mình như sau. Đầu tiên vào cài đặt. Tìm đến mục trợ lăng. Tìm đến mục cảm ứng. Và kéo xuống. Có nút chạm vào mặt sau để bật này. Chạm hai lần ấy, thì mình để khóa màn hình này. Chạm hai lần thì mình để khóa màn hình này. Còn chạm 3 lần ấy thì mình để vào chụp ánh màn hình này. Click vào này. Xem mình thoát ra này. Là như mình là được này. Là như mình là được này. Đây nhá. Ví dụ nhá. 2 lần này. Đấy. Là tắt màn hình nhá. Còn 3 lần này chụp ánh màn hình này. Nhìn này. Anh em nhìn này. 1, 2, 3. Để mình làm lại một lần nữa nhá. 1, 2, 3. Đó, rất chiều ok và hữu ích nào phải không anh em? Nếu anh em thấy hay thì đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye.